Sena nó là một cái thằng mà nó có tố chất con tim nha, nó có nha, nhưng mà nó có một cái tố nó có một cái yếu tố khác nữa, nó giết chết cái khả năng của thằng Sena đi, đó chính là việc mà nó luôn ngụy biện là đối với nó đúng sai không phân minh rõ ràng. Khi mà mấy ông rơi vào một tình huống tranh cãi, nhiều khi tôi ngồi tôi sẽ nhớ về cái tình huống đó khoảng cả tuần á. Chỉ cần đơn giản là tôi với ông nói về một cái tình huống và tôi với ông tranh luận với nhau về nó thôi, thì nó sẽ nằm trong đầu tôi khoảng một tuần. Trong lúc mình tranh luận ông nói tôi đúng hay là tôi nói ông đúng rồi. Nhưng sau đó nếu như tôi nhận ra vấn đề đó một cách gọi là sâu xa hơn, tôi sẽ rủ ông nói chuyện lại. Còn Sena á là cãi, gán cãi cho bằng được, qua rồi thôi. Tại sao Mết lại hiểu về cái này của Sena? Tại vì cái giai đoạn mà Sena đánh chung với Mết á là nó có cái meta là Taric Mastery Dimit và Sayara Kanimit, anh em nhớ không? Thì Sena nó hay có cái trò như vậy nè. Mấy ông bích con Sayara Kan, mấy ông đi mid với rừng là đồng nghĩa là team đã không có thằng rừng, mấy ông hiểu không? Thì cái con Sayara nó là cái con nó phải gánh lại cái thọt đó của những cái lane khác, ví dụ như giờ bot mình là cái cặp bot bị thua lane, đúng không? Thì con Sayara nó được nuôi rất là xanh, thì một thời điểm nào đó nó phải đi xuống dưới nó hỗ trợ cho hai thằng bot, tại vì bot bên kia cặp cặp bot bên kia người ta có rừng người ta gắn, thì Sayara là không không có gắn, để hai quá tự chơi vậy đó. Không, hai mình đi kiểu giống như là Sena lên level 9, boss bên kia level 6 à, phía bên kia cũng level 6 à, kiểu vậy. Là nó phải đi farm tiếp, farm cho kỹ vô, farm chút xíu nữa bắt đầu khoảng chừng nó hai món. Không, xong rồi thằng cặp boss của mình đó thì thua boss bên kia 3 level. Xong rồi tôi nói nó mày đánh gì sao đánh. Thì một hồi mày xanh người thằng support bên kia nó CC mày thì mày chết thôi. Anh sẽ ngồi anh vẽ ra những cái câu chuyện là mất lát tao vẫy thằng hai cái chết ba cái chết này nọ, anh làm như nguyên team bên kia đứng yên cho anh giết gì đó. Anh sẽ nói những cái câu chuyện mà kiểu mà mình chỉ có thể tưởng tượng ra được, đó, phải không? Xong rồi cuối cùng là mà anh sẽ gọi là ngồi xuống để mà nói tiếp với mình coi coi là cuối cùng là con Saya có nên đi gank bot hay không, mà anh sẽ kiểu như anh cho qua con mẹ câu chuyện luôn. Ông mà kêu nó ra để nói lại câu chuyện đó nghe, đã nói là chuyện cũ rồi bỏ đi đó, nó sẽ kiểu như vậy. Nhưng vẫn phải công nhận là nó đánh tốt và nó có khả năng con tim rất rõ ràng. Nhưng một thằng làm lãnh đạo mà đúng sai mày không phân minh rõ ràng thì mày làm được cái gì? Nó cãi giống như ví dụ như hồi xưa ở trên SKD đi, đâu cho tụi nó cờ bạc sát phạt nhau, nhưng mà lâu lâu nó có những cái môn giải trí, ví dụ như tụi nó kéo xì dách, tôi nói đặt 5.000 lớn nhất thì đúng, nó đặt 5.000 nhưng nó đá hai xị tại tôi không có cấm nó đá đó, ngoài nó chơi tới vậy đó. Tôi đang nằm trong phòng tôi đợi, tôi đang nằm tôi chuẩn bị tôi ngủ, tôi nghe nói như nào đá hai xị, có lúc đá 5 xị nữa. Mấy mà tôi nói nhiều cái nó mệt nổ nhức đầu đó. Nó có nhiều tình huống, nó cũng gọi là kêu gọi nó báo này nọ đồ hay lắm sẽ ra, nhưng mà nó không có trắng là trắng đen là đen. Sao tôi giải thích cho ông bằng lời được? Giống như tôi, khi tôi ở bất kỳ đội nào, tôi sẽ muốn tất cả mọi người đều tốt lên. Nó mặc định luôn. Giống như ví dụ như mình thì đi mỗi mid một trong một khoảng thời gian rất là dài, nhưng mà vô team thằng top yếu thì mình chỉ nó đi top, cái nào mình không biết thì mình mò. Rồi thằng rừng yếu thì mình chỉ đi rừng, thằng AD yếu thì mình chỉ đi AD, thằng support yếu thì mình chỉ nó đi support. Nhưng mà nó khác cái chỗ là mình biết á thì phải là mình im, mà mình sẽ cố gắng mình mò để mình chỉ cho nó, là mình muốn là nó tốt lên để nó cùng đồng hành với mình. Thì đó là một trong những cái tố chất của cái việc làm gọi là làm lãnh đạo. Giống như ví dụ như thời SGD đi, có thằng nào mà tôi không hỗ trợ chút 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 đâu. Thậm chí ví dụ như thằng Đơ hay tôi mít đi, thì nó về thì cũng phải nói với nó rất là nhiều thứ, xong rồi cũng cũng phải nói với nó rất là nhiều điều. Thậm chí ví dụ như sau này tôi nói với Đơ tới mức là bây giờ anh biết là anh không thể nào mà anh chỉ mày đánh AD được nữa rồi, nhưng mà anh sẽ giúp mày hạn chế mắc lỗi đó, ví dụ vậy, đúng không? Tức là mình sẽ không thể giúp nó đánh tốt hơn, nhưng mình sẽ giúp nó hạn chế lỗi, phải hiểu không? Mình sẽ nhắc về những tình huống mà nó làm chưa được tối ưu với những cái mà mình đã với nó đã biết rồi. Không có thằng nào mà ở trong team của Mết thời SGD mà Mết không không giúp hết.
không có chỉ đánh đó, không nít thì nhiều thôi, từ thằng top tới thằng support. Con team tốt thì Trình không bao giờ gà được, bạn hiểu không? Để con team tốt, bạn phải hiểu rất nhiều thứ về game. Để hiểu rất nhiều thứ về game, Trình bạn phải cao. Thì nếu như một thằng con team tốt mà Trình gà thì không bao giờ đi chung với nhau hai cái câu chuyện đó được. Không có bất kỳ ai con team tốt mà Trình gà hết đó. Trình phải thuộc dạng cứng trở lên, không có gà được. Không, mấy bạn không thể nói là hồi xưa con team tốt. Đây nè, để tôi giải thích cho mấy bạn hiểu kỹ về cái vấn đề con team nè. Tôi cho là ví dụ, giờ mà tôi ví dụ là tôi luôn đi. Hồi xưa tôi con team tốt đúng không? Sau này tôi đánh phong độ tôi đi xuống. Tại vì tôi phải hỗ trợ mấy anh em quá nhiều. Thì cái chuyện mình hỗ trợ bỏ qua bên đi, đúng không? Bây giờ sau này mình gọi mình đánh gà xuống. Cái việc mình con á, tự động nó dở đi. Tại vì sao? Tại vì cái việc mình đánh gà đi, nó nói lên là mình dành thời gian cho cái việc từ kỹ năng cá nhân của mình cho đến cái việc con team không đủ. Thì mình sẽ lũng chỗ này hoặc lũng chỗ kia. Không đủ mà, anh em hiểu không? Nó dư thì tốt, nó thiếu thì không được. Trong cái quá trình mà mình đánh từ đánh mức 10 điểm à, mà đánh xuống 9, 7, 6 thì khi tới 6 điểm á là con bắt đầu sai tùm lum mà. Tại vì mình cái kỹ năng cá nhân của mình đánh tốt thì cái đầu của mình nhiều khi nó lo, nó tập trung, nó phản xạ kỹ năng không à. Nó không có dư quá nhiều thứ để mà mình có thể con team được. Cho nên là con team với lại kỹ năng á là nó phải nó ná nhau. Trình ở đâu thì con ở đó. Đại khái là như vậy. Nên không thể nào mà bạn cái hai cái đó nó không lệch, không thể nào mà thằng con đồng với con hay cỡ này. Mà cái Trình thì cỡ này, không có. Lệch nhau một chút xíu thì ok, ví dụ như thang điểm 10 thì hai cái đó nó lệch nhau một điểm thì ok. Thằng 5, thằng 6, thằng 9, thằng 10, thằng 7, thằng 8 vậy thì được. Chứ thế nào ngược lại thì có nha. Kỹ năng cá nhân rất tốt nhưng con như quần què thì ok. Nhưng mà một thằng con hay thì thằng đó phải đánh hay luôn. Không có chuyện mà nó như Faker đi. Faker bây giờ thực chất Faker đánh cũng rất kinh. Faker con cũng rất tốt. Chỉ là Faker không cần phải con nhiều như xưa, do bây giờ cái team của Faker là chủ dạng là người ta quá giỏi. Chứ Faker đánh vẫn tốt, tốt vãi. Bây anh nghe hơi chuyến đấy. Em cũng là một team đánh VCS và em hỏi anh là có muốn vào team của em không à? Anh sẽ vào đấy. Mình chuyến nha. Ngày mai mình đi tìm nhà thuê làm gaming house luôn nha. Em nha. Anh muốn vào team của em chứ? Anh hơi chuyến đấy. Ngày mai chuyển luôn. Nha. Nhưng mà trước khi mà chúng ta đi tới cái bước tìm gaming house ấy thì cho anh hỏi là lương như thế nào em nha. Lâu lắm rồi mới có người hỏi anh đấy. Tại hồi đó anh xin vào đội nhiều quá, người ta không đồng ý. Cho nên em kêu anh là anh hơi bị chuyến đấy. Ít thì phải 5 quả trứng. Nhiều một tên lửa nhá.